sáng thế ký chương 27 mươi bảy isaac tuổi cao mắt đã mù lòa ông gọi ê sau con lớn mà nói chuyện ê e, sau con dạ isaac bảo cha đã già cả rồi không còn sống được bao nhiêu ngày nữa con hãy lấy cung tên vào rừng săn bắn và đem thịt về rồi nấu nướng các món ngon cha thích dọn lên cho cha ăn để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi cha chết. Rebecca nghe được lời Isaac dặn Ê sau. Vậy Ê sau ra đồng săn thịt rừng để đem về. Rebecca bảo Jacob con trai mình. Này, mẹ nghe cha bảo Ê sau anh con rằng con hãy đem thịt rừng về cho cha và nấu dọn các món ngon cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước mặt Chúa trước khi cha qua đời bây giờ con ơi con hãy nghe lời mẹ bảo đây con hãy đi đến chỗ bầy gia súc bắt hai con dây con cho tốt rồi mẹ sẽ nấu nướng các món ngon cha thích dọn nên cho cha con sẽ đem mời cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời gia cúc thừa với mẹ mẹ xem anh như sau có nhiều lông còn da con thì mịn màng. Có lẽ cha sẽ sờ con và coi con như một tên nửa gạt thì con sẽ chuốc lấy rủa xả chứ chẳng được phước lành đâu. Mẹ ra cốp đáp, con ơi, để mẹ chịu rủa xả, con chỉ nên nghe lời mẹ, đi lấy thịt cho mẹ đi. Giacop già cốp ra bắt dê đem vào cho mẹ. Bà mẹ làm các món ngon mà ông cha ưa thích. Rebecca lấy các áo sống tốt nhất của ấy sau con lớn mình để trong nhà mặc cho gia cốp còn thứ mình lấy da dê con bọc hai tay và cổ mịn màng của gia cốp rồi đưa các món ăn ngon và bánh bà làm cho gia cốp bưng gia cốp bưng đến gần cha thưa cha ơi isaac đáp cha đây con là ai đó gia cốp thưa với cha con là ê sau trưởng nam của cha. Con có làm như cha dặn bảo mời cha ngồi dậy ăn thịt săn của con rồi linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac hỏi: Sao con đi săn được thú nhanh thế? Jacob đáp: Vì Chúa, Đức Chúa Trời của cha, cho con thành công. Isaac nói với Jacob: Con lại gần đây để cha sờ xem có phải ê sau thật không? Jacob lại gần cho cha sờ mình. Isaac nói, giọng tỉ của Jacob, mà cánh tay lại của Esau. Isaac không nhận ra người vì hai, vì hai cánh tay đều có lông như tay của Esau, nên chúc phước lành cho con. Isaac hỏi, con có phải thật là Esau không? Jacob thưa, chính con là Esau mà. Isaac bảo, vậy con hãy đem thịt rừng đến đây cho cha ăn để cha chúc phước cho con gia cốp đem thịt đến mời cha ăn và rót rượu cho cha uống isaac bảo con lại đây hôn cha đi gia cốp đến hôn cha isaac ngửi mùi thơm của áo ê sau và chúc phước mùi hương của con trai ta chẳng khác nào hương hoa đồng nổi mà chúa ban phước cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con nhiều sương móc trên trời, đất đai màu mỡ, nhiều nước mì, rượu mới, nguyện các dân tộc sẽ phục vụ con. Các nước sẽ quy phục con, con hãy cai trị các anh em con, tất cả bà con quyến thuộc đều quy phục con. Tất cả những người nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa và tất cả những người chúc phước con sẽ hưởng phước lành. Isaac vừa chúc phước cho Jacob xong, Jacob mới rời khỏi cha, thì Esau đi săn trở về. Esau cũng nấu món ăn ngon rồi dọn lên cho cha. Esau thưa, cha ơi, mời cha ngồi dậy, dùng thịt rồi cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi, ai đó? Con đây cha, con là Esau, con trưởng nam của cha đây mà. Isaac luôn rẩy dữ dội hỏi, Thế thì đứa nào mới dọn thịt rừng cho cha ăn trước khi con đến? Cha đã ăn và chúc phước lành cho nó rồi. Vậy nó sẽ được phước. Ê sau bật lên khóc rất cay đắng. Cha ơi, cha cũng chúc phước cho con với. Ý sạc đáp. Em con đã vào đây gạt cha. Nên đã cướp các lời chúc phước lành cho con rồi. Ê sau cay đắng nói. Hẹn chi người ta gọi nó là thằng lừa gạt nó đã cướp quyền trưởng nam của con bây giờ nó lại đánh cắp phước lành của con nữa cha ơi cha còn dành cho con ít phước lành nào không isaac đáp cha đã lập nó làm chủ con cha đã cho các anh em họ hàng làm tôi tớ nó ta đã cho nó lúa và rượu mới vậy cha có thể làm gì cho con đây isaac năn nỉ Cha chỉ có một phước lành thôi sao? Cha ơi, xin cha cũng ban phước cho con. Ê-sau khóc lóc. Isaac nói: Con sẽ ở một nơi cằn cỗi khô hạn, thiếu sương móc tự trời. Nhưng con sẽ dùng lưỡi gươm chiến đấu để sống còn. Con phải phục dịch em con một thời gian, nhưng về sau con sẽ chống đối và thoát ách nó. Từ đó Ê-sau căm ghét Jacob vì Jacob đã cướp phước lành của mình. Thế sau tự nhủ Cha ta gần qua đời rồi Bây giờ ta sẽ giết Gia Cúc Có người thuật lại các lời của ý sau Cho bà Rebecca Bà sai gọi Gia cốp đến và bảo Này ý sau định giết con Bây giờ Con nghe lời mẹ Trốn qua nhà La Ban cậu con Ở Chà Đan Con cứ ở đó cho đến khi nào anh con nguôi giận Và quên đi việc con đã làm Lúc đó mẹ sẽ tin cho con biết mà trở về nhà không lẽ mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sau bà rebecca nói với chồng tôi đã chán ngấy mấy cô dâu người hack nếu jacob cưới phải một cô vợ người hack như thế trong xứ thì tôi thả chết còn hơn